hỗ trợ tổng. Làm xong rồi máy lạnh cũng có tổng đủ rồi, về tổng đủ. Chứ không phải mà tốn tắm gì đây mà ôm máy tối ngày. Cô lo hết tương lai con gì sao nữa. Chứ không phải cứ ôm về con sống ổn đâu. Con ôm về có ai có đẻ tiền không? Có sống đây rồi Úc. Rồi giữ Úc, rồi giữ Úc nuông chiều. Rồi giữ Úc về già, có ai nuôi con không? Ai nuôi? Mình phải nuôi với thân mình chứ. Mình lo với thân mình chứ không phải là mình nói mình suy nghĩ như vậy là người ta nuôi mình đâu. Mình phải lo với thân mình kiếm cái nghề gì đó mình phải lo với thân mình kiếm cái đồng tiền. Nên học học á, kiếm tiền tao lo cho mày. Sau này mày lo cái bản thân mày chứ tao không nhờ bản thân mày. Tao nói vậy là đủ luôn á. Không nói nhiều luôn á. Lo.